Các sòng bài ở Việt Nam thúc đẩy hoạt động rửa tiền khắp khu vực, tính đến từ Washington DC. Thưa quý vị, tháng 11 vừa qua thì nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam loan báo đã thông qua một chương trình thí điểm kéo dài trong 3 năm cho phép công dân của họ vào các sòng bài trước đây chỉ dành cho người ngoại quốc du lịch Việt Nam. Mỗi một người khách Việt Nam bước vào sòng bài sẽ phải đóng 1 triệu đồng Việt Nam lệ phí vào cửa, tương đương 44 Mỹ Kim. Họ còn phải chứng minh lợi tức hàng tháng hơn 10 triệu đồng, tương đương 432 Mỹ Kim, và phải từ 21 tuổi trở lên. Trước đó, chỉ có người ngoại quốc có sổ thông hành hợp lệ mới được phép vào các sòng bài đang hoạt động tại Việt Nam mà thôi. Trong khi chương trình thử nghiệm cho phép người Việt Nam đổ tiền vào hoạt động cờ bạc tại các sòng bài chuẩn bị được tiến hành, giới chức Hoa Kỳ tin rằng chính sách mới của nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam sẽ thúc đẩy và làm gia tăng hoạt động rửa tiền trong vùng. Theo carplayer.com, thì cơ quan thực thi pháp luật và bài trừ ma túy quốc tế trực thuộc Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ vừa công bố một phúc trình cho biết Việt Nam đã cấp giấy phép đầu tiên cho các sòng bài ở địa phương hoạt động thử nghiệm. Tiếp đón khách hàng công dân Việt Nam vào đánh bạc sẽ làm gia tăng hoạt động rửa tiền nếu nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam không tuân thủ một cách tích cực các chuẩn mực chống rửa tiền. Phúc trình này cũng lưu ý rằng các sòng bài địa phương được hợp thức hóa hoạt động mới đây sẽ làm gia tăng khả năng hoạt động của các tổ chức rửa tiền trong vùng và gia tăng mức độ hoạt động của các tổ chức tội phạm kinh tế tại nhiều khu vực khác nhau như Macau và Philippines. Mới đây, một tay chơi poker thiện nghệ và là thương gia Malaysia, Parath Pua, đã bị bắt tại Macau và bị cáo buộc điều hành đường dây cá độ thể thao bất hợp pháp bên ngoài của một phòng khách sạn của sòng bài. Vào tháng Giêng vừa qua, thì chỉ mới có sòng bài và khu nghỉ mát Corona ở đảo Phú Quốc khai trương hoạt động. Sòng bài thứ hai, hội đủ các điều kiện quy định có thể sẽ mở cửa vào cuối năm nay tại miền Bắc Việt Nam.